Sơn Tùng là sao nam hiếm hoi có thể cân được mọi phong cách. Anh chàng đơn giản trong street style, tổng tài khi xuất hiện trên thảm đỏ, lại hóa bad boy khuyên ngầu trong những đêm nhạc ngoài trời. Nhan sắc và phong cách của giọng ca hãy trao cho anh là điều ai cũng phải công nhận. Mới đây, một bảng xếp hạng 23 nghệ sĩ nam đẹp trai nhất châu Á có sự xuất hiện của Sơn Tùng MTP khiến Sky là người hâm mộ Việt phấn khích. Vẫn biết chàng trai gốc Thái Bình là cực phẩm của Vbiz nhưng được báo chí nước ngoài ca ngợi và còn được đánh giá cao hơn cả những cái tên đình đám vẫn khiến cộng đồng mạng bất ngờ. Nam ca sĩ sở hữu gương mặt có tỷ lệ chuẩn mực, tất cả các kiểu tóc giọng ca lạc trôi thử qua đều phù hợp và tôn thêm nét đẹp của anh. Tạp chí gọi tên Sơn Tùng ở vị trí thứ 3 Mỹ Nam đẹp nhất châu Á, Asian Flower Boy, là Super Magazine, tạp chí khá nổi tiếng của Nhật. Khi nhắc đến ca sĩ, tạp chí này viết, tạm dịch, Sơn Tùng MTP 25 tuổi, là ca sĩ và nhạc sĩ mang đẳng cấp thế giới ở Việt Nam. Vẻ điển trai, khuôn ngầu của anh chàng không kém các ngôi sao Hàn Quốc. Sự kết hợp với rapper nổi tiếng Snoop Dogg đưa tên tuổi của ca sĩ vươn tầm thế giới. Như vậy, đủ để thấy sức ảnh hưởng trong cả âm nhạc và gu thời trang của ca sĩ sinh năm 1994, được fan hâm mộ quốc tế công nhận. Theo đó, đứng thứ nhất trong danh sách là idol toàn cầu Jimin của BTS và thứ hai là Jackson Wang của GOT7. Sơn Tùng đứng thứ 3 trên cả dịch dương thiên tỷ TFBOYS. Đây không phải là lần đầu tiên ngoại hình của giọng ca hãy trao cho anh được báo chí quốc tế ca ngợi. Theo công bố bầu chọn từ iMagazine, Sơn Tùng MTP là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất lọt top 55 gương mặt thời trang châu Á, vượt qua Park Hae Jin, Hoắc Kiến Hoa, Hồ Ca. Anh đứng thứ 32 và tạo được dấu ấn lớn ngay từ 2016. Trong bảng xếp hạng top 100 gương mặt đẹp trai nhất châu Á do TC Calendar 2019 công bố, Sơn Tùng MTP đứng thứ 46, đại diện Việt Nam thu hút với vẻ ngoài nam tính và thần thái cuốn hút, vượt mặt những bảo chứng nhan sắc quốc tế đình đám. Ở năm 2018, Sơn Tùng cũng lọt top đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Calendar bình chọn. Lại thêm một thành tích nữa cho nhan sắc và phong cách thời trang của Sơn Tùng. Nửa sau 2020, các kế hoạch của Sơn Tùng đã đi vào guồng quay, cộng đồng mạng mong chờ sản phẩm âm nhạc mới của anh chàng.